nắm hai cái cho nó quay vậy luôn hả? Mệt chứ cả nhà. Rồi chạy vòng vòng ha. Chạy xe đi. Rồi chèo lên ngồi. Đó, sướng chưa? Sướng chưa? Lên nó ngồi cái nó quay luôn. Sướng quá ta, lên ngồi cái đầu nó quay luôn ta. Chị nhảy lên rồi đó, có chị nhảy lên là chơi với chuột rồi đó. Con xuống cái gì xuống không, đi từ từ xuống chán xuống đi nó, rồi chơi đi nó, chơi với bạn đi, nó kêu bạn xuất lại con, nó kêu bạn xuất lại, kêu bạn xuất lại kìa, nó bạn xuất lại kìa, con xuất bạn đi, để xuống đó, nhẹ thôi. Chuột gì đâu mà chuột chạy mạnh kìa kìa. Ba chơi con đi ba. Cái gì vậy? Ba chơi con đi ba. Chơi con đi ba. Đó, rồi. Chán rồi đó, lên đây tới trò chơi nhảy nhúng rồi nè. Vô, vô. Vô. Đó, bây giờ đứng nhúng rồi đó. Vui không? Vui không? Đúng không? Đây làm mẹ nhúng con chuột nè. Nè chuột, chuột con ngồi im nha. Đây mẹ nhúng nè, mẹ chuột nó im, mẹ nhúng con chuột nè. Chuột ơi, nè mẹ nhúng nè. Chuột ngồi đi, mẹ nhúng con chuột nhăn luôn nè. Đó, ừ. Chuột không chăn, em nhúng không chăn, nổi chuột rồi cả nhà ơi. Con nằm đi, con nằm đi, mẹ nhúng ra. Rồi mẹ nằm, mẹ nằm. Mẹ đây. Vậy. Nằm đây nè. Ôi là trời. Nó giật em, nó kêu em nằm xuống đây đang cho nó nhúng cả nhà. Ai vậy nó không? Nó giật em nằm xuống đi rồi đang cho nó nhúng. Quá trời nhúng con. Mệt chết dưới đó luôn. Trời ơi rồi. Mệt xỉu cho nó luôn á cả nhà.